gian nan, ai ai cũng thấy khó khăn. Đời xa con biết rằng mẹ chẳng đáng nhiều lo lắng. Rừng rừng như lúc mẹ gọi, ngoài kia dặn con hết lời. Lần nào mẹ cũng gặng hỏi, đến đây về không con? Đến đây con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về em nghe chuyện kể ai nghe, đêm giao thừa vô bếp với mẹ. Đến đây con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Mỗi con chuyện bếp với mẹ nào, chỉ khi thấy con được mấy.
bản thân yêu mình quay về nhà.